Trong một khu chợ nhỏ ở Hàn Quốc, một con mãnh thú luôn lẩn trốn trong bóng tối chưa lộ diện. Anh ta tên là Đông Chun, cả ngày quanh quẩn ở đây làm người khuân vác, thực ra là muốn che giấu thân phận thật sự của mình. Bởi anh từng là ông trùm xã hội đen bá đạo nhất Hàn Quốc. Chỉ cần anh ra mặt thì anh em xã hội không ai dám không phục. Hiện giờ Đông Chun đã mai danh ẩn tích vì vợ yêu. Giờ đây, anh không muốn chém giết nữa, chỉ muốn là một người bình thường. Cho dù trên đường bị người đi sau bất cẩn đâm trúng đuôi xe, thì anh cũng khách sáo bảo đối phương bồi thường theo quy định pháp luật. Không thể ngờ, gã tài xế coi trời bằng vung móc một xấp tiền ném lên người anh, bảo mau nhặt lên rồi cút đi. Lúc này người vợ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cô ấy hùng hổ bước đến mắng chửi tài xế thậm tệ. Đông Chun của hiện tại ngay cả chi phí đổ xăng cũng không đủ, nên ngoan ngoãn cúi xuống nhặt tiền lên đếm. Nhưng người vợ cứ nhất quyết muốn báo cảnh sát. Vừa nghe thấy báo cảnh sát thì chủ xe ngồi sau sợ đến mức trợn tròn hai mắt, bởi trên xe còn có một cô gái bị bắt cóc. Lúc này, ông trùm xã hội đen đích thân bước xuống xe. Hai cú đạp suýt nữa khiến tài xế bay lên cùng các vì sao, tiếp đó kéo hắn ra ngoài rồi tiến đến cho hai phát liên hoàn tát, còn bắt tài xế xin lỗi hai vợ chồng họ. Đông Chun thấy đối phương có thành ý như vậy thì cũng không muốn kỳ kèo thêm gì nữa, đưa vợ lên xe rời khỏi đó. Người ngoài đều tưởng rằng chuyện đến đây là xong rồi, nhưng người trong giới đều nhận ra vợ của nam chính đã bị ông trùm kia nhắm tới. Hắn ta rốt cuộc sẽ làm ra chuyện mất nhân tính nào đây? Ngày hôm sau, Đông Chun đang đi làm ở chợ, trong nhà có mình bà xã. Lúc này tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, một người mặc đồ đen đã trực tiếp phá cửa xông vào. Cô vợ sợ đến mức chạy thục mạng vào phòng khóa trái cửa, rồi vội vàng lục lọi điện thoại gọi chồng về ngay. Chính vào lúc này, một tên áo đen khác đập vỡ cửa sổ rồi đi vào trong. Hai tên phối hợp với nhau bắt lấy cô ấy, sau đó dùng loại thuốc gì đó khiến nạn nhân hôn mê. Kẻ đứng sau vụ bắt cóc này chính là tên trùm Gi-tae gây ra vụ tai nạn xe tối qua. Nghề của hắn chính là chuyên buôn bán phụ nữ, đam mê là thích ra tay với vợ người ta. Những cô gái trông xinh đẹp thì bán thẳng cho tỷ phú trong nước, nếu trông bình thường thì cho làm phẫu thuật trước rồi mới bán. Còn những cô gái trông xúc phạm người nhìn thì moi nội tạng bán cho chợ đen. Đông Chun tan làm về nhà, phát hiện mảnh thủy tinh rơi vãi đầy gia sản, phòng trong phòng ngoài đều rất bừa bộn. Nam chính không thấy bóng dáng vợ đâu nên tức tốc chạy ra ngoài gọi tên cô ấy. Lúc này, anh rất muốn gọi điện thoại cho hơn 300 đàn em, nhưng rất nhanh bị nước mưa táp vào mặt làm tỉnh táo lại. Hóa ra Đông Chun đã không còn là đại ca rất nhiều năm rồi. Thế là nam chính đến đồn cảnh sát xin sự giúp đỡ, nhưng đám cảnh sát này chỉ qua loa cho xong chuyện. Miệng lúc nào cũng nói lập tức cử người đi điều tra, nhưng Đông Chun vừa quay người lại thì thấy tất cả đang lướt video TikTok. Đông Chun bước ra chỗ cửa chính, thấy trên tường dán đầy thông báo tìm người mất tích. Những nạn nhân này đều đã mất tích từ mười mấy năm trước, hiện tại vẫn chưa rõ sống chết. Xem ra, chờ mong vào đám bất tài vô dụng đó không được rồi. Nhờ trời, nhờ đất không bằng nhờ bản thân. Vừa ra khỏi đồn cảnh sát thì có số máy lạ gọi vào máy anh. Đối phương chính là Gi-tae, hắn uy hiếp nếu tiếp tục đi báo án thì sẽ lệnh thuộc hạ chơi trò xếp hình kiểu 69 với vợ anh. Tiếp đó hắn yêu cầu Đông Chun đến một quán cà phê để đàm phán điều kiện. Sau khi nam chính đến điểm hẹn, chỉ nhìn thấy một chiếc điện thoại và một cái túi xách. Chính vào lúc anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Liên tục thu mua gái trinh, đàn bà, phụ nữ đã có chồng số lượng lớn, hàng loại bột thì sẽ được trên 30% hoa hồng, hàng zin 80% sẽ được 30%. Nam chính thực sự không nhịn nổi nữa, nhấc máy lên nghe. Gi-tae bảo anh mở túi xách ra, bên trong toàn tiền là tiền. Số tiền này là tiền bán thân của vợ mày, cho dù có lấy hay không thì tao cũng đã bán cô ta đi rồi, mày muốn phản kháng cũng đã quá muộn. Đông Chun bất lực nhìn vợ bị bắt cóc, sao anh có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Mãnh hổ không gầm chúng nó lại tưởng Hello Kitty. Sau khi có được chứng cứ, nam chính nộp tiền cho cảnh sát, muốn họ thu thập dấu vân tay hoặc manh mối trên chiếc túi. Nhưng nào ngờ, đám đó nghĩ bụng nếu ăn được chỗ tiền này thì sướng lắm, nên bảo nam chính cứ về trước đợi điện thoại thông báo. Mấy hôm nữa lãnh đạo quay về thì mới có thể bàn đến chuyện dấu vân tay. Nhưng Đông Chun nóng ruột như ngồi trên đống lửa, làm gì còn tâm trạng mà đợi với chờ. Cũng chính tối hôm đó, một huynh đệ lâu năm gọi điện cho nam chính, bảo anh đi tìm Kim Tổng của phái Hắc Bạch. Ở Hàn Quốc, không có ai Kim Tổng không thể tìm được, chỉ là chi phí để anh ta ra mặt khá cao. Đông Chun giờ đã đi đến bước đường cùng, chỉ có thể đến tìm con nợ của mình để đòi tiền. Không thể ngờ, con nợ còn dám lên mặt nói chuyện với anh, không hề khách khí chửi mắng cả nhà nam chính. Còn bảo đàn em cho Đông Chun một bài học, để anh hiểu được cái gì gọi là không biết trên dưới. Một tên tép diêu không biết trời cao đất dày đứng dậy cho nam chính một cái bạt tai. Đông Chun sao có thể để mặc hắn làm càn chứ, vác hắn lên rồi ném vào tủ quần áo. Cho mày chừa cái tội thể hiện trước mặt anh mày này. Hai tên đàn em ngồi gần đó cũng muốn tiến đến trải nghiệm cuộc đời, nhưng Đông Chun dùng 2-3 chưởng là vật ngã được một tên, sau đó túm áo tên còn lại ném bay qua bàn. Con nợ vừa mới tốn mấy tấn thóc để đầu tư dàn PC đẹp như tranh vẽ, thế mà bị Đông Chun phá nát tươm. Tên đầu chọc cuối cùng chậm chậm đứng lên, khí thế của hắn cũng trông giống cao thủ phết. Đông Chun từ tốn nói, có phải mày cũng chán sống rồi không? Tên đầu chọc bẽn lẽn, chúng ta trả tiền hắn đi. Lúc này con nợ tức đến mức mặt xanh như tàu lá chuối nói, thực ra tôi sớm đã chuẩn bị xong rồi, bình tĩnh nào, Đông đại ca. Sau khi Đông Chun lấy được tiền thì đi gặp Kim Tổng, đối phương nói với anh sẽ tìm thấy trong vòng một ngày. Rất nhanh họ đã nhắm đến một chiếc xe con khả nghi. Tiếp theo Kim Tổng giả mạo là cảnh sát đến điều tra thông tin ở chỗ mua bán xe cũ. Dựa theo thông tin đăng ký biển số xe, họ tìm thấy một sòng bạc dưới lòng đất, không ngờ sòng bạc này do Gi-tae làm chủ. Em lễ tân xinh đẹp nghe nói họ đến để gây sự thì cười một cách khinh bỉ, lập tức gọi hơn 100 tên vệ sĩ đến. Đông Chun quay người định chơi một trận khô máu với chúng nhưng bị Kim Tổng ngăn lại. Hiểu lầm thôi, đều là người nhà cả. Kim Tổng là nhân vật thế nào? Nhớ lại năm đó dùng một tờ báo là đánh chết hơn 200 tên ngổ ngáo. Người giang hồ đều gọi anh bằng cái tên thần chết chân yếu tay mềm. Thực lực của anh ta thế nào? Chúng ta hãy cùng thưởng thức nhé. Tôi đầu hàng, mấy vị huynh đài, đợi chút, gãy lưng tôi rồi. Nam chính không thể chịu nổi sự nhục mạ này, anh ấy nghênh ngang bước qua đó, dùng những động tác trái phải chậm rãi bắt được một tên to cao và ném hắn như ném một con gà khiến tường sắt đổ sập. Em lễ tân sợ đến mức trợn tròn hai mắt. Tiếp đó Đông Chun đập một cái bên trái, rồi đập thêm một cái bên phải khiến bọn vệ sĩ rơi đầy răng ra đất. Sau đó ôm một tên nhãi danh lên rồi ra đòn. Cú vật người này phút chốc khiến bàn gỗ gãy làm đôi. Sau đó lại túm cổ áo một tên khác ném bay xa hơn 100 mét. Nam chính dùng chiêu thiết đầu công chạy nhanh như bò tót, khiến quầy thu tiền của lễ tân vỡ nát. Mấy tên ở sòng bài chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua. Cô ta đưa cho nam chính danh thiếp của Gi-tae. Danh thiếp khiến Đông Chun nhớ lại vài chi tiết. Hóa ra tên tài xế hôm đó đâm vào đuôi xe từng đưa anh tấm danh thiếp tương tự. Cuối cùng Đông Chun đã có được manh mối có giá trị. Anh nhanh chóng tìm được tài xế đó, rồi lôi cổ hắn đến xưởng sửa chữa tiến hành ép cung bằng cực hình. Ai ngờ tên này vẫn rất cứng miệng, không hé răng nửa lời những chuyện liên quan đến ông chủ. Gi-tae ở văn phòng biết tài xế bị bắt, sợ thông tin của mình bị bại lộ nên gọi video call cho Đông Chun, dùng tính mạng của vợ để uy hiếp nam chính phải giết chết đàn em của hắn, nếu không thì sẽ cho vợ anh chết đuối ngay tại chỗ. Đông Chun bị ép đến bước đường cùng, chỉ có thể nghe lời hắn, dùng dây thừng siết cổ tên tài xế. Gi-tae sau khi thấy tài xế của mình chết lại đưa ra thêm một yêu cầu, đó chính là trả lại hắn số tiền ở quán cà phê thì sẽ lập tức thả vợ anh ra. Khi Gi-tae tắt máy thì nam chính vội vàng đập cho tài xế vài cái gọi hắn dậy. Hóa ra vừa nãy anh mới chơi một chiêu điểm huyệt khiến tên đó ngất xỉu trong vài phút. Ác nhân chứ không thất đức, đúng là thần tượng của tôi. Tiếp theo đó bọn họ phải đi đến đồn cảnh sát đòi lại tiền tang vật, nhưng lấy được tiền nơi đó còn khó hơn cướp ngân hàng. Lúc này Kim Tổng nghĩ ra một cách chơi khăm, hắn định giả mạo làm cảnh sát tỉnh trà trộn vào đồn cảnh sát. Kim Tổng vừa mới giơ thẻ làm việc giả ra, tên cảnh sát quèn này lập tức giơ tay lên chào, làm cái lễ đón thủ trưởng vào trong. Đông Chun hóng gió dưới lầu, còn Kim Tổng thuận lợi đi vào phòng vật chứng. Nhân viên trực ban sau khi biết được mục đích của lãnh đạo, đã vội vàng lấy ra một hòm tiền mặt. Hai người đang chuẩn bị xách túi tiền rồi chuồn, nhưng nào ngờ cảnh sát này cũng là người cẩn trọng. Thông qua cử chỉ hành động của hai người nhận ra họ không phải lãnh đạo, bởi lãnh đạo thật sự ngông nghênh phách lối hơn hai người này nhiều. Cảnh sát cấp dưới lập tức móc súng ra khống chế hai người. Đông Chun ở bên dưới đã không thể đợi được nữa, anh ta ra tay đốt cháy xe cảnh sát. Tiếng nổ khiến tất cả cảnh sát trong đồn vô cùng hoảng loạn, hai người chớp được cơ hội xách túi tiền rồi chuồn lẹ khỏi đó. Sau khi Đông Chun nhận được tiền thì lập tức gọi cho Gi-tae. Biết được địa điểm giao dịch, nam chính một mình xông vào trong tòa nhà ứng chiến. Vung một cú đấm đánh ngã ngửa tên canh cửa trước, anh phát hiện căn phòng vợ mình bị nhốt qua màn hình camera. Đông Chun chạy như bay lên trên tầng 2, lúc này một tên tép diêu chặn đường đi của anh. Nam chính đập hắn vào tường như đập một con chuột, một tiếng rắc vang lên, tên đó từ nay không còn của quý mà xài nữa. Mới giải quyết xong một tên thì ngay sau đó lại có hai tên đi đến. Vệ sĩ của Gi-tae ở phòng sát vách cũng phát hiện điểm bất thường, hắn ta biết bên ngoài có một con thú vô cùng hung hãn. Tiếng lộp bộp vang lên khiến người ta không rét mà run, cả căn biệt thự này đang không ngừng rung lắc. Vệ sĩ lén lút khóa cửa phòng lại, sau đó lấy con dao gọt hoa quả đứng mai phục sau cửa phòng định đánh lén. Đột nhiên một cú đấm thép xuyên qua cửa, tên vệ sĩ chết không kịp ngáp. Nam chính mở cửa ra bước vào trong, lúc này vẫn còn một tên không sợ chết muốn tỉ thí võ nghệ với Đông Chun. Hắn ta chạy đến rồi bật người lên, tiếp đó chính là hai cú đạp trúng người. Không ngờ tên này cũng có chút bản lĩnh. Nam chính vung nắm đấm nhưng đối phương xoay người trên không, tặng anh một cú đá sấm sét. Nam chính lúc đó thực sự bị đánh khá đau nên đầu óc ong ong, môn võ chân của tên này xem ra cũng rất gì và này nọ. Tiếp theo đó, sát thủ lại định bay thêm cú nữa nhưng Đông Chun đã bắt được chân hắn, sau đó vật thật mạnh xuống đất, tặng thêm một combo đấm liên hoàn khiến đối phương chìm vào giấc ngủ sâu. Đông Chun tiếp tục đánh về phía trước, vận dụng môn võ tay không giết giặc, gặp người giết người mà gặp chó đánh chó. Nam chính là người lúc điên lên còn đánh cả bản thân, thì làm gì còn ai anh không dám đánh chứ. Từ bây giờ trở đi, Đông Chun sẽ tạo nên thần thoại mới của Hàn Quốc, đi đến đâu người chết như ngả dạ đến đó. Rất nhanh đã giải quyết xong đám tiểu đệ đó rồi. Lúc này đối diện có một tên áo đen bước ra, xem ra hắn ta chính là đại boss. Nam chính chuẩn bị lao vào đánh hắn, nhưng nào ngờ quá khinh địch nên bị đối phương dễ dàng hất ngã ra sau. Đông Chun cho một quyền móc nhưng đối thủ dường như chẳng có cảm giác gì. Hắn bóp cổ Đông Chun, vung một chưởng thật mạnh khiến nam chính không thể đứng vững, tiếp theo túm lấy cổ áo Đông Chun rồi đập thật mạnh vào tường. Lẽ nào ông chủ ma Đông Sốc lại cam tâm chết như vậy sao? Đương nhiên là không. Đông Chun nhắm chuẩn thời cơ ôm lấy cái eo to như cột đỉnh của hắn, sau đó dùng hết sức bình sinh nhấc lên cao, khiến con voi đó treo lơ lửng trên nóc nhà. Nam chính dùng hành động nói với anh ta, đây mới là sức mạnh của nóc nhà nhé. Cuối cùng Đông Chun dùng một cú đánh chuẩn xác, khiến cuộc đời đại boss coi như kết thúc từ đây. Sau khi giải quyết xong mấy thứ vớ vẩn ngáng đường, nam chính đến căn phòng đang giam giữ vợ nhưng cô ấy đã bị đưa đi. Lúc này đám cảnh sát quèn kia cuối cùng cũng tỉnh ngủ, không tốn quá nhiều công sức đã giải cứu được những cô gái bị giam giữ khác, còn nhận được lời khen và đánh giá tốt của nhân dân. Còn Đông Chun không tìm thấy vợ, chỉ có thể thất vọng lái xe đến những khu vực khả nghi. Cũng chính ở trên đường, anh ta thành công chặn được xe của Gi-tae. Gi-tae nhanh chóng bảo tài xế lùi xe chạy trốn, còn Đông Chun cũng đạp chân ga đuổi theo. Không thể không bái phục tài xế mới của Gi-tae, mắt của hắn ta giống như mọc ở sau gáy vậy, vừa lùi xe vừa có thể tránh được những khúc cua gấp. Tiếp đó, nam chính tăng tốc đột ngột đâm cho xe Gi-tae quay vòng 180 độ. Sau khi chiếc xe quay đầu lại được thì Đông Chun trực tiếp lái xe lên trước chặn đầu, muốn ép xe sau dừng lại. Không ngờ tài xế của Gi-tae cũng là một tên chán sống, đạp chân ga hết cỡ đâm về phía trước. Đông Chun thì đạp mạnh chân phanh, cảnh tượng này khiến ai ngồi trước màn hình cũng phải ngửi thấy mùi lốp xe cháy khét. Cuối cùng, nam chính nhắm chuẩn thời cơ đạp chân ga, nhưng không may thanh chắn ven đường lại khiến chiếc xe bị lật. Sau khi lăn 800 vòng trong không trung thì xe Đông Chun cũng hạ cánh xuống mặt đất, không biết sau cú này thì nam chính toang chưa. Gi-tae thừa nước đục thả câu, cầm lưỡi rìu nặng 100 cân chạy xuống dưới định chém anh. Nhưng nam chính phúc lớn mạng lớn rất nhanh tỉnh lại, Gi-tae đứng trên nóc xe liên tục chém vào cửa kính. Tiếp theo Đông Chun kéo cổ áo của hắn lôi vào trong, chiếc xe bắt đầu lắc lư mạnh giống như xe của Quang Hải bên Hồ Tây. 3 giây sau, Gi-tae bị đạp bay thẳng ra ngoài, Đông Chun cũng xuống xe kiểm tra tên này còn có thể sống được bao lâu nữa. Gi-tae vừa bò vừa xin lỗi, khẩn cầu nam chính tha mạng cho mình. Hắn ta kề dao vào cổ định tự kết liễu bản thân, còn bảo Đông Chun nhanh chóng đi cứu vợ. Định nhân lúc nam chính mất tập trung ra tay đâm lén, nhưng Đông Chun đỡ được con dao. Một tiếng xương lắc rắc vang lên, phê hơn con tê tê. Sau 3 phút bị ăn liên hoàn chưởng, thì tất cả số thức ăn hôm qua Gi-tae nuốt vào đã phun hết ra ngoài, sau đó nhắm chặt hai mắt bò xuống suối vàng. Đông Chun vội vàng chạy vào trong xe gọi vợ dậy, cô ấy bình yên vô sự. Cuối cùng nam chính cũng cảm thấy kiệt sức, không chịu nổi nằm gục ra ven đường. Không lâu sau, cảnh sát đến đó kiểm tra hiện trường, Đông Chun chỉ dựa vào sức mình phá tan cả một hang ổ buôn bán người bất hợp pháp. Hai vợ chồng cũng vì thế mà có được cuộc sống yên bình, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, còn mua được xe sang. Từ đó sống cuộc sống êm đềm bình yên và hạnh phúc. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay nhớ ấn like, đăng ký kênh và bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.